Phương Quỳnh kính chào quý khán thính giả đang trở lại với chương trình VNTV Cooking Show. Ngày hôm nay Phương Quỳnh sẽ hướng dẫn quý khán thính giả làm một món rất là nhanh mà quý vị nào đi làm về trễ mà muốn có một tô súp ăn thì chỉ mất khoảng từ 15 đến 20 phút là quý vị có thể có một tô súp ăn. Hôm nay Phương Quỳnh sẽ hướng dẫn quý khán thính giả làm súp bắp. Đầu tiên thì Phương Quỳnh có hai cốc nước ở đây thì Phương Quỳnh đã để sẵn cho nó nóng rồi. Thì quý vị nào mà đi làm về trễ mà mình không có thời gian mà mình hầm xương á thì mình có thể xài thêm cái nước súp gà này. Thì bây giờ Phương Quỳnh sẽ bỏ một lon nước súp gà vào cái nồi nước. Thì súp bắp thì cái thành phần quan trọng nhất của súp bắp mình sẽ bắp. Thì ở đây là Phương Quỳnh mua bắp hộp thì rất là tiện lợi, quý vị có thể mua ngoài chợ. Quý vị nào mà có thời gian mà có thể mua được những trái bắp tươi thì quý vị có thể mua về luộc và cắt ra. Nhưng mà ở đây thì Phương Quỳnh cũng nói là dành cho những người mà đi làm về trễ mà muốn nấu ăn rất là nhanh thì mình làm như vậy rất là nhanh thôi. Thì Phương Quỳnh sẽ bỏ vào đây một hộp bắp. Mình bỏ vào cái nồi cái lúc mà nước nó nấu luôn á quý vị, thì cho cái bắp nó có thể nóng chung với cái nước luôn. Thì trong phần súp bắp này thì Phương Quỳnh sẽ bỏ thêm tôm. Ở đây là cái con tôm Phương Quỳnh mua về và cắt nhỏ ra. Tại vì trong cái súp thì mình không có muốn để những cái thứ mà nó quá bự. Thì mình cắt miếng nhỏ thôi. Thì Phương Quỳnh sẽ bỏ luôn chung vào cái nồi nước để cho tôm nó nấu chung với nhau luôn. Ngoài ra để tăng thêm phần thơm ngon cho cái súp này thì Phương Quỳnh có thêm cua ở đây. Cua ở đây thì quý vị có thể mua những cái loại cua hộp giống như vậy, người ta bán sẵn ở ngoài chợ. Hoặc là quý vị nào muốn thơm ngon hơn thì mình có thể mua những cái càng cua về mình luộc lên và mình lặt hết xương đi và mình có những cái thịt cua như vậy rất là thơm ngon. Thì muốn có cái phần cua thơm ngon hơn thì bây giờ mình sẽ phi cái phần cua này với lại hành tím. Thì ở đây cái chảo của Quỳnh đã bắt lên từ trước rồi. Và chảo hơi nóng thì quý vị bỏ một ít dầu vào. Bây giờ mình chờ cho chảo nóng thì mình sẽ bỏ hành tím vào. Mình xào cho hành tím vừa thơm là mình có thể bỏ cua vào xào chung cho cái cua nó thơm, thịt thơm. Thì bây giờ Phương Quỳnh sẽ bỏ cua vào. Quý vị đảo đều cho hành tím với cua hòa quyện với nhau thì như vậy nó sẽ thơm hơn. Trong phần thịt cua thì Phương Quỳnh sẽ bỏ một ít bột nêm gà vào cho phần cua được đậm đà hơn. Chất một chút xíu thôi quý vị đừng có bỏ nhiều quá tại một hồi nó sẽ mặn lắm. Mình chỉ bỏ như vậy để khi mà mình ăn cái thịt cua với cái súp thì cái thịt cua nó sẽ đậm đà và nó không có bị lạc. Thì trong lúc mà mình chờ thịt cua với nước sôi lại thì ở đây Phương Quỳnh có hai trái trứng. Trái trứng này một hồi khi mà trước khi mà mình bắt ra thì mình sẽ bỏ những cái trứng vô, mình sẽ làm thành những cái sợi rất là đẹp. Thì bây giờ Phương Quỳnh sẽ lấy một cái nĩa và đánh trứng cho đều lên. Thì sau khi mà Phương Quỳnh đánh trứng đều lên thì bây giờ cua của Phương Quỳnh đã bắt đầu săn lại rồi. Thì bây giờ mình sẽ bỏ cái phần cua này vào cái phần nồi nước dùng và đợi cho nước sôi lên luôn. Bây giờ mình sẽ đảo đều lên cho phần cua, tôm và bắp hòa quyện vào với nhau. Và nếu mà quý vị thấy bọt thì quý vị hớt những cái bọt ra để cho nước của mình nó được trong hơn. Thì bây giờ nước của Phương Quỳnh đã gần sôi rồi á, thì muốn cho cái súp nó được sánh lại thì quý vị nên xài cái bột năng như vậy. Tùy mình muốn ăn súp nó hơi lỏng hay là súp nó đặc thì tùy mỗi người. Thì ở đây là cái bột năng là tapioca starch, thì quý vị bỏ vô một cái chén và bỏ một ít nước vô rồi bây giờ Phương Quỳnh sẽ quậy nó lên. Quý vị nhớ đánh đều cái bột năng này cho nó tan hòa đều với nhau. Tại vì nếu mà mình quậy không đều mà mình bỏ vào cái nồi nước nóng nó sẽ bị đóng những cái cục lại thì cái món súp của mình sẽ mất ngon đi. Thì quý vị nhớ là quậy đều thiệt đều. Rồi bây giờ nồi nước của Phương Quỳnh đã sôi rồi thì bây giờ Phương Quỳnh sẽ nếm lại trước khi mà mình bỏ bột năng vô.
Tại vì khi mà quý vị đã bỏ bột năng vô rồi á, thì mình nếm lại rất là khó. Thì bây giờ mình sẽ nêm nếm cho thật là vừa ăn trước rồi mình không bỏ bột năng vô. Thì trong lúc đó thì quý vị thấy có, nếu mà có bọt thì quý vị nhớ là hớt bọt hết cho nó đều. Tại vì nếu mà mình không có hớt bọt á, thì cái nồi nước của mình nó sẽ bị đục và cái nó không có được trong. Phương Quỳnh thấy ở đây nó hơi lạc á, thì bây giờ thay vì mình bỏ muối á, thì mình sẽ bỏ cái bột súp gà vô. Thì cái bột súp gà này nó cũng hơi mặn mà nó sẽ tăng thêm cái phần ngọt cho cái súp của mình. Tại vì mình đã không có thời gian nấu những cái xương á, thì mình nên tận dụng những cái tiện lợi là giống như nước súp gà hoặc là những cái bột gà như vậy. Trong lúc mà quý vị nấu á, thì quý vị cứ để lửa thật là lớn để cho nó sôi. Nếu mà nó sôi nhiều quá thì quý vị có thể giảm lại một ít thôi. Nhưng mà mình cần cái nước sôi như vậy để một hồi mình bỏ bột năng vô thì nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ ngon hơn. Bây giờ Phương Quỳnh sẽ nếm lại một ít nữa. Như vậy là vừa ăn rồi quý vị. Thì bây giờ Phương Quỳnh sẽ bắt đầu mình bỏ bột năng vô. Thì quý vị thấy là cái nồi nước của Phương Quỳnh đang rất là sôi. Thì bây giờ mình sẽ đổ bột năng vô từ từ và mình xài cái một cái nĩa như vậy, mình quậy thật đều lên. Vừa đổ và vừa quậy thì như vậy bột năng nó mới hòa đều được với cái súp. Quý vị đừng có đổ một lúc mà hết nguyên một cái tô này, thì một hồi cái nồi súp của mình nó sẽ có những cái cục nó đóng rất là những cái cục bột bán đó, thì nó sẽ không có ngon đâu. Mình muốn cái súp mình nó sánh thì mình cứ đổ từ từ và mình lấy cái nĩa mình quậy thật là đều lên. Thì cái bột năng này quý vị giống như hồi nãy Phương Quỳnh đã nói là quý vị mà muốn ăn súp nó hơi đặc á, thì quý vị cho nhiều bột năng hơn. Quý vị thích cái súp mình nó lỏng hơn tí thì quý vị sẽ cho ít bột năng lại, thì cái đó là tùy ý thích của mỗi người thôi. Mà giống như hồi nãy Phương Quỳnh nói là cái lúc đổ bột năng này quý vị nên để lửa lớn. Tại vì quý vị mà để lửa nhỏ thì cái bột năng này nó sẽ không chín được. Rồi đến khi mà nó chín thì một lần nữa nó sẽ bị đóng cục lại thì không có ngon. Mà nhớ là mình quậy đều tay để cho cái phần ở dưới đáy nồi nó không có bị khét. Bây giờ Phương Quỳnh đã thấy cái nồi súp của Phương Quỳnh là đặt vừa ý rồi, thì bây giờ mình có thể ngưng lại. Mà mình vẫn để nước sôi. Thì sau khi mà bột năng mà đã đặt vừa ý rồi thì cái bước cuối cùng mới là mình sẽ bỏ trứng vào. Thì hồi nãy mình có đánh hai trái trứng ở đây, thì cũng giống như bột năng là quý vị đổ trứng nên đổ từ từ thôi, rồi mình quậy thì cái trứng nó sẽ ra những cái sợi giống như là sợi mây rất là đẹp. Thì quý vị nào mà nấu canh mây thì cũng biết là mình sẽ bỏ cái trứng này vô và đánh từ từ thì nó sẽ ra những cái sợi rất là đẹp. Thì bây giờ Phương mình sẽ đổ một ít và mình cứ quậy đều như vậy thì nó sẽ ra những cái sợi. Nếu mà quý vị đổ cái trứng vô nhiều quá thì cái miếng trứng khi mà quý vị quậy lên thì nó sẽ lớn, còn mình đổ từ từ thì nó sẽ ra những cái sợi nhỏ. Khi mà quý vị cho hết trứng vào rồi thì bây giờ mình có thể vặn nhỏ lửa lại và bắt đầu mình múc ra chén và mình chuẩn bị dùng. Thì trước khi mà múc ra chén thì một lần nữa quý vị quậy đều cái nồi lên để cho nó không có bị đóng cục ở dưới á. Đây là cái tô súp mà Phương Quỳnh mới vừa múc từ trong nồi ra. Thì để mình trang trí với cái tô súp này thì Phương Quỳnh sẽ bỏ một ít hành phi vào. Và mình bỏ một ít ngò lên trên. Quý vị nào muốn ăn thêm tiêu hoặc là ớt thì quý vị có thể bỏ vào. Nếu mà em nhỏ nào không ăn được tiêu hoặc không ăn được ớt thì quý vị có thể múc ra như vậy thôi. Mình không cần bỏ tiêu và ớt vào. Chỉ trong một thời gian ngắn mà chúng ta có thể hoàn thành một tô súp rất là dễ dàng. Phương Quỳnh hy vọng là quý khán thính giả thích cái chương trình này. Và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình kỳ sau. Xin chào tạm biệt.